Dạ vâng, cửa hàng nông ngư cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Đức Bức So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay thì chúng em lại tiếp tục giới thiệu cho các bác một lô máy cưa xích. Đấy. Dạo thời gian vừa rồi thì các bác ủng hộ cho cửa hàng chúng em rất là nhiều, thì cửa hàng chúng em xin chân thành cảm ơn tới các bác nào đã mua cũng như là ủng hộ và theo dõi kênh của cửa hàng chúng em các bác nhé. Một thời gian qua, hôm nay thì chúng em lại tiếp tục giới thiệu cho các bác một lô máy cưa xích đó, rất là nhiều các mặt hàng các bác nhá. Và cam kết cho các bác lô này là chuẩn hàng bãi Nhật, nguyên zin nguyên bản các bác nhá, chưa hề bung chạm gì cả, một đời chủ tại bên Nhật về các bác nhá, chứ không phải là hàng mà đã qua người của Việt Nam mình sử dụng đâu ạ. Cam kết cho các bác luôn, và lô này đảm bảo cho các bác là nguyên zin nguyên bản đó. Và hiện tại thì lô này thì cửa hàng chúng em là toàn bộ là đã bao gồm phí ship và tặng kèm phụ kiện các bác nhá. Báo giá ở trên video ngày hôm nay là đã bao gồm phí ship và tặng kèm phụ kiện, và đặc biệt hơn nữa là không cần cọc các bác nhá, không còn cọc luôn. Hôm nay thì chúng em chơi lớn luôn các bác nhá. Để các bác nào theo dõi kênh của hàng chúng em thì xem video này có ưng ý con nào để lựa chọn phù hợp cho gia đình mình thì có thể nhấc máy ngay và liên hệ qua cho cửa hàng chúng em. Chỉ cần các bác để lại cho cửa hàng chúng em địa chỉ, số điện thoại thì cửa hàng chúng em sẽ ship tận nơi cho các bác, không cần cọc, không cần cọc các bác nhá. Nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán các bác nhá. Đấy. Và máy móc thì đảm bảo cho các bác là trên video như thế nào thì cửa hàng chúng em quay kỹ từng con một có nói ở trên video. Nên là các bác vui lòng tời qua tời lại, các bác đã nghĩ con nào rồi thì tời qua tời lại các bác nhá, để xem cho ưng ý nhất, rồi các bác đặt hàng của cửa hàng chúng em. Hôm nay thì cửa hàng chúng em gồm có này ST017 các bác nhá, Futmana 36 đó, có gồm có Ryobi đây, Echo Curit các bác nhá, Ryobi tiếp nhá đó, Ryobi rất là nhiều. Hôm nay hàng ở bên dưới là toàn bộ là nòng đứng các bác nhá, máy móc 10 con đẹp như cả 10 các bác nhá. Còn hàng trên là gồm những nòng nằm và có 3 con cưa tay cụt các bác nhá. Nòng nằm của cửa hàng chúng em gồm có đây, Makita cực kỳ đẹp các bác nhá. Đây, Echo tiếp này. Con này là Hitachi, 2 con Hitachi Echo. Đấy. Và 3 con cưa tay cụt, 1 con Makita, 1 con Tananka và con Makita công suất lớn các bác nhá. Đấy. Hôm nay là cửa hàng chúng em lên một lô tổng cộng là gồm 18 con. Đẹp xuất sắc luôn các bác. Con nào cực kỳ VIP và chất lượng luôn. Tình trạng máy thì em nghĩ là trên 90% các bác nhá. Tình trạng thì như bóc thùng ra luôn các bác nhá. Hàng chuẩn bãi Nhật nội địa, chưa hề bung chạm máy móc, máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản cho các bác. Đó. Nên là các bác theo dõi video, ưng ý con nào nhất hãy tời qua tời lại, ưng ý rồi các bác đặt hàng của cửa hàng chúng em. Cửa hàng chúng em thì có ship code toàn quốc luôn và có sử dụng Zalo luôn các bác nhá. Đấy. Và để đỡ làm mất thời gian để các bác theo dõi video ngày hôm nay thì em sẽ đặt máy quay xuống test nổ từng con một, giới thiệu từng con một các bác nhá. Hôm nay thì cửa hàng chúng em đánh dấu là lô R này các bác, R1 tới R19. Đó, các bác xem video và đã ưng ý con nào, vừa mắt con nào cho cửa hàng chúng mình rồi, cho gia đình chúng mình rồi thì các bác chỉ cần nhớ cái mã mà em đã đánh dấu ở trên máy này các bác nhá. Và các bác điện cho cửa hàng chúng em, liên hệ cho cửa hàng chúng em. Đó, các bác chỉ cần báo cái mã máy thôi là cửa hàng chúng em biết ngay con gì các bác nhá. Và cửa hàng chúng em sẽ đóng hàng gửi đi cho các bác. Đó, và lô này đảm bảo cho các bác là cửa hàng chúng em đã test đi test lại, nổ lại rất là nhiều lần rồi các bác nhá. Một lần này hàng về test nổ để dọn rửa các bác nhá, một lần nổ xong là khi nổ lại rồi test một lần nữa. Đấy. Nổ rửa sạch sẽ máy rồi test lại một lần nữa. Và trước khi lên video cửa hàng chúng em lại test lại một lần nữa. Đấy, để lên video có thể ngủ ngon lành nhất, để quay video cho các bác xem qua. Và khi đóng hàng đi cho các bác, cửa hàng chúng em lại test nổ thêm một lần nữa. Đấy, tổng cộng là gồm 4 giai đoạn để test nổ các bác nhá. Nên là tới tay các bác là rất là yên tâm. Máy móc siêu VIP, có sao cửa hàng chúng em sẽ nói thế. Nên là tới tay các bác là đảm bảo cho các bác là máy chất lượng nhất có thể. Đấy, nên là các bác không cần phải lăn tăn là hàng tới các bác kiểm tra thì không nổ được, không làm sao thì cái đấy thì không có đâu, cửa hàng chúng em các bác nhá. Đấy, trên video thì đảm bảo cho các bác là máy móc siêu VIP rồi. Rồi, cửa hàng chúng em xin phép đặt máy quay xuống để test nổ từng con một và giới thiệu từng con một các bác nhá. Dạ vâng, cây cưa đầu tiên các bác nhá, đầu tiên trong lô máy ngày hôm nay là một con R1 các bác nhá, ST017.
Con này thì nòng nó là 37 ly cho các bác nào mà có nhu cầu một chiếc máy cưa chất lượng hệ Estin của hàng Đức các bác nhá. Con này thì nó là dòng bãi Đức các bác nhá. Nguyên zin nguyên bản. Con này tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 19 siêu VIP các bác nhá. Tình trạng máy móc nguyên zin, nòng hơi thì cứng cáp. Đây, quay chi tiết cho các bác xem qua. Đó. Con này thì cửa hàng bán với giá là 2.900.000. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Bộ phụ kiện bên em là gồm một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh các bác nhá. Và hoàn toàn miễn phí ship, giá chỉ 2.900.000, không cần cọc các bác nhá, không cần cọc. Đấy, ký hiệu của con này là con R1 các bác nhá. Máy móc căn chỉnh test nổ tất cả ngon lành để cho các bác yên tâm nhất khi sử dụng của những chiếc máy của cửa hàng chúng em các bác nhé. Dạ vâng, kế đến là con R2, cửa hàng chúng em được ký tựu là con R2 các bác nhé. Con này là Husqvarna 36, công suất của con này là 36cc các bác nhá. Giá của con này là 2.800.000, một chiếc máy cưa bãi mang thương hiệu của Thụy Điển các bác nhá. Đó, con này được sản xuất tại Mỹ luôn các bác ạ, chứ không phải là sản xuất tại Thụy Điển các bác nhá. Hàng là thương hiệu của Thụy Điển nhưng mà sản xuất tại Mỹ. Đây, cho các bác xem qua đây ạ. Made in USA, các bác nhìn rõ không ạ? Đó. Con này được tích hợp cũng là hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 13 các bác nhá. Tổng thể của cây máy thì siêu VIP chất lượng rồi, bồ biếc này. Con này được xài hàn xích chung 325, cực kỳ to các bác nhá. Làm xích thì nguyên zin nguyên bản của nó. Cửa hàng con này thì cửa hàng bán với giá là 2.800.000. Cửa hàng chúng em miễn phí ship. Công suất của con này là 36cc này các bác. 36cc, cân nặng đầu máy không là 4.5kg các bác nha. Đó. Giá của con này là 2.800.000, cửa hàng chúng em cũng miễn phí ship và tặng kèm đồ nghề luôn các bác nhé. Dạ vâng, kế đến là con cưa Ryobi. Con này thì công suất của nó là 34cc các bác nhé. 34cc, con này thì có tích hợp luôn cho các bác là trục giật trợ lực các bác nhé. Trục giật trợ lực, núm bơm xăng phụ, e gió tự động các bác nhé. Con này thì nhỏ nhẹ để cho các bác nào mà đang cần một chiếc máy cưa công suất cỡ nhỏ để sử dụng gia đình. Con này là nòng đứng luôn các bác nhé, nòng đứng. Và con này thì cửa hàng chúng em đã lên cho các bác luôn một cây lam Latin của hàng Nhật bãi, xịn luôn các bác nhé. Các bác nhìn qua đầu lam của nó, siêu VIP luôn các bác nhé. Đấy, còn sợi xích của nó thì vẫn là nguyên zin theo máy. Đó, con này thì các bác khi mà các bác nhận hàng, nó có núm bơm xăng ở đây, các bác cứ bơm xăng lên để cho nó lên xăng ở trong ấy, các bác kéo e ra, giật nổ. Đó, nó nổ cái e một phát rồi các bác nhá. E một phát rồi các bác bóp ga cái cần e tự nảy về. Các bác giật thêm cái nữa nha. Một chiếc máy cưa, cửa hàng chúng em đã lên luôn cây lam Latin,
tích hợp cho các bác chụp giật, trợ lực giật rất là nhẹ nhàng. Con này thì cân nặng chắc chỉ em nghĩ tầm khoảng 4kg thì các bác nhá. Mà công suất của nó thì cũng thuộc cái dạng ở phân túc to to một tí xíu rồi đấy ạ. Chứ thường thường mấy cái máy nhỏ thì chụp khoảng 20-30cc thôi các bác nhá. 34cc cho một chiếc máy cưa như thế này. Đó, nhỏ nhẹ để cho các bác nào mà dọn vườn, tỉa cành đủ linh tinh. Vâng, kế đến là con R4 các bác nhá, R4 Echokiorit. Con này là V3201 các bác nhá. V3201, một chiếc máy cưa đời cao, hoàn chuẩn made in Japan này các bác ạ. Đây nha, Echokiorit. Đó, Kiorit. Con này thì có tích hợp núm bơm xăng phụ ở đây. Đó, và có xả áp luôn các bác nhá. Con này thì đời cao có xả áp, tích hợp hai ốc làm cho các bác luôn. Cực kỳ chắc chắn rồi. Tổng thể một chiếc máy con này thì cũng cực kỳ đẹp và chất lượng luôn các bác nhá. Giá của con này là 2.800.000, cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Echo nòng đứng. Công suất của con này là 35cc các bác nhá. 35cc. Cho các bác nào mà cần tìm một chiếc máy cưa công suất vừa phải. Rồi kế đến tiếp là một con Ryobi cũng nòng đứng luôn các bác nhá. Ryobi nòng đứng. Con này thì cũng tích hợp cho các bác là núm bơm xăng tự động. Đó, hai ốc làm vặn trực tiếp bằng khóa 13 các bác nhá. Cực kỳ chắc chắn các bác nhá. Tình trạng máy móc thì con này em nghĩ là cũng khoảng trên 90% nữa. Làm xích nguyên zin của nó này các bác. Đấy. Con này thì cửa hàng chúng em đánh dấu là R5 các bác nhá. Giá của con này là 2.900.000, cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Con này được tích hợp chụp giật trợ lực lò xo các bác nhá. Chụp giật trợ lực lò xo giật cũng rất là nhẹ nhàng. Con này là 2.900.000 các bác nhá. Dạ vâng, tiếp đến là con R6. Con này cũng thuộc top nòng đứng các bác nhá, Ryobi. Đấy. Công suất của con này là 33.4cc các bác nhá. Con này này, tích hợp hai ốc làm, các bác nhìn ốc làm của nó này, còn vàng ươm luôn, tình trạng quá là chất lượng luôn các bác nhá. Máy móc em nghĩ con này là chắc chủ người ta quên xài luôn các bác ạ. Đấy, các bác nhìn ốc làm của nó nguyên zin mà thấy còn vàng chóe này các bác nhá. Đó. Máy móc quá là chất lượng luôn, cực kỳ đẹp. Bô này các bác ạ, nguyên zin nha các bác nha. Lốc liếc cái còn sáng tươm luôn các bác ạ. Đó. Và con này thì cửa hàng bán với giá là 2.800.000, cửa hàng chúng em cũng miễn phí ship và tặng kèm đồ nghề. Con này thì cũng có tích hợp cho các bác là núm bơm xăng phụ và e tự động các bác nhé. Một chiếc máy cưa siêu chất lượng các bác nhá, hệ Ryobi của dòng Nhật nội địa. Dạ vâng, tiếp đến là con R7 các bác nhá. Con R7 con này là cũng một con cưa Ryobi hàng bãi Nhật các bác nhá. Con này thì cửa hàng bán với giá là 2.200.000, cửa hàng chúng em vẫn miễn phí ship. Con này thì tích hợp cho các bác là chụp giật trợ lực, núm bơm xăng phụ này. Con này thì giống với lại là con R3 các bác nhá, con R3. Nhưng mà con này là lam theo máy, nó là lam bánh xe các bác nhá, không phải là lam Latin, nguyên zin theo máy của nó.
Còn con R3 là cửa hàng chúng em đã lên làm Latin cho các bác rồi. Còn máy thì hoàn toàn giống nhau các bác nhé, hoàn toàn giống nhau. Nên là các bác lưu ý, nếu mà các bác nào mà thích làm Latin thì các bác chọn con R3. Còn các bác nào mà không quan trọng về làm cắt ít thì các bác chọn con R2, thì kinh phí sẽ rẻ hơn một tí xíu các bác nhé. Giá của hôm nay thì cửa hàng bán với giá là 2.200.000. Tích hợp chụp giật trợ lực, giật rất là nhẹ nhàng các bác nhá. Công suất của con này là 34cc các bác nhá. Qua tiếp là con R8 các bác nhá. Con R8 cũng là hiệu Ryobi nòng đứng, tích hợp chụp giật trợ lực giống y hệt con R7 và con R3 các bác nhá. Nhưng mà con này thì cây lam của nó thì nó cũng hơi cũ một tí xíu rồi. Còn máy móc thì quá là VIP các bác nhá. Con này thì cửa hàng bán xả luôn, giá là 2 triệu đồng cho các bác nào nhanh tay. Đó, các bác nào mà còn con này thì nó chỉ nước sơn của nó đã bị bong chóc rồi, còn tổng thể cây lam đầu lam này cực kỳ chất lượng rồi nhá, không hề có biểu hiện tòe đầu hay nó móp méo gì đâu ạ. À. Đấy, vẫn còn sử dụng vô tư luôn. Giá con này thì cửa hàng bán với giá là 2 triệu đồng các bác nhá. Nòng đứng tích hợp chụp giật trợ lực. Đó, núm bơm xăng phụ đầy đủ luôn các bác nhá. Triệu đồng cho một con R8 các bác nhá. Dạ vâng, thì đã kết thúc một dãy lô nòng đứng rồi các bác nhá. Gồm từ R1 tới R8 các bác nhá. R1 tới R8. Đó, giá thì cửa hàng chúng em đã báo giá tất cả toàn bộ rồi. Nên là các bác nào mà ưng ý muốn lựa chọn một cây nòng đứng thì các bác tham khảo thử mấy con này các bác nhá. Rồi, và cửa hàng chúng em bây giờ tiếp tục là qua lô nòng nằm các bác nhá. Lô nòng nằm. Đấy, lô nòng nằm thì con nào cũng cực kỳ VIP và xuất sắc rồi. Giá thì có rẻ hơn một tí xíu các bác nhá. Rẻ hơn một tí xíu mà kinh phí thấp thì các bác nào một chiếc máy cưa nhu cầu sử dụng gia đình thì các bác liên hệ thử. Rồi, tiếp đến là con R10 các bác nhá. Đó, vừa nãy cửa hàng chúng em lại đánh dấu nhầm mất. Lại bỏ qua mất con R9, không ghi. Lại R8 lại lên luôn R10. Một con máy cưa nòng nằm Makita. Đó, siêu VIP luôn các bác nhá. Các bác thử đánh giá thử xem là con này thì nó còn bao nhiêu phần trăm nữa các bác. Tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 các bác nhá. Một chiếc máy cưa siêu chất lượng luôn. Đó. Makita Nhật bãi nội địa, máy móc tình trạng 99%. Giá của con này thì cửa hàng bán với giá là 1.900.000 các bác nhá. 1.900.000. Có tích hợp cho các bác núm bơm xăng phụ ở đây luôn này. Núm bơm xăng phụ. Dạ vâng, tiếp đến là con R11 các bác nhá. Con này là hiệu Echo. Họ Echo Kyorit. Đây, tất cả thông số kỹ thuật của nó này, công suất con này là 33.4cc, cân nặng đầu máy là 3.4kg nhá. Rất là nhẹ đúng không các bác? Đó. Tất cả thông số kỹ thuật Echo các bác nhá, nguyên zin nguyên bản của dòng Nhật nội địa. Tình trạng máy móc quá VIP chất lượng rồi.
cũng là đời cao, có đúng bơm xăng phụ. Và con này được tích hợp luôn cho các bác là cái xả áp các bác nhá, giật rất là nhẹ. Các bác bấm vào cái giật rất là nhẹ. Con này thì dây nó nên hơi dài một tí xíu, thì cửa hàng chúng em khi mà các bác đặt hàng con này thì cửa hàng chúng em sẽ căn chỉnh lại cái dây để cho nó về hết các bác nhá. Nguyên zin nguyên bản của con này, giá con này là 2 triệu đồng các bác nhá. Các bác nào ưng ý muốn đặt hàng con này thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em, báo là con R11. Dạ vâng, tiếp đến là con R12 các bác nhá. Con này là hiệu Hitachi, máy móc cực kỳ VIP và chất lượng luôn các bác nhá. Giá của con này thì cửa hàng bán với giá là 2.100.000. Con này là công suất của nó là 33.4cc các bác nhá. Hiệu Ryobi của dòng Nhật nội địa. Tem mác của nó đầy đủ luôn các bác nhá. Toàn là chữ Nhật thôi các bác ạ. Đó. Hitachi. Hitachi chứ, em quên mất. Quên mất lại nhầm là qua Ryobi. Rồi cửa hàng chúng em xin test nổ con này các bác nhá. Giá là 2.100.000 cho một chiếc máy cưa R12. Dạ vâng, qua con R13 giống hệt với con R12 các bác nhá. Hai con 19-10 luôn. Đó, các bác đặt con nào cũng được, đặt con nào cũng ngon, máy móc con nào cũng chất lượng các bác nhá. Giá của hai con thì cũng bằng nhau luôn các bác ạ. Bằng nhau, tem mác, tất cả thông số kỹ thuật máy móc y hệt nhau các bác nhá. Đó. R13 giá cũng 2.1 triệu. Các bác đặt con R12 cũng ngon mà đặt con R13 cũng chất lượng các bác nhá. Dạ vâng, tiếp đến là con R14 các bác nhá. R14 con này thì cũng là hiệu Echo Kyorit, giống với R11 nhưng mà con R14 này thì nó không có cái xả áp các bác nhá, nên là cửa hàng chúng em để giá 1.900.000. Giá con này là 1.900.000 các bác nhá. Hiệu cưa xích Echo Kyorit. Dạ vâng. Tiếp đến là con cưa cũng hiệu Echo Kyorit các bác nhá. Chiếc cưa giá rẻ, nguyên zin nguyên bản. Con này thì giá cực kỳ rẻ luôn, 1.600.000. Cho các bác nào mà cần tìm một chiếc máy cưa sử dụng ít, một chiếc máy cưa Nhật bãi các bác nhá. Về sử dụng bền bền một tí xíu đấy, giá thì cực kỳ yêu thương rồi. Cho một chiếc máy cưa xích Echo Kyorit các bác nhá. Dạ vâng, tiếp đến là con R16, một chiếc máy cưa tay cụt các bác nhá. Cho các bác nào mà đang cần tìm một chiếc máy cưa mà muốn leo thang, leo cây, leo độ linh tinh á, một chiếc máy cưa nhỏ nhẹ thì các bác liên hệ thử tham khảo từ con này các bác nhá. Con này thì cầm được một tay luôn này. Đó, nếu mà như các bác mà sử dụng nhiều, nó cắt hay leo cây, leo độ linh tinh sử dụng trên cao
mà các bác chọn những dòng cưa tay dài hoặc là những dòng cưa nòng đứng thì nó sẽ không phù hợp cho sử dụng gia đình mình các bác nhé. Các bác buộc nên phải sử dụng những cái dòng cưa tay cụt này thì các bác mới thuận tay được, cầm một tay được. Còn nếu mà các bác sử dụng cái dòng cưa tay dài hoặc là dòng cưa nòng đứng như vừa mấy con trước mà cửa hàng chúng em đăng thì phải sử dụng hai tay thì các bác không thể leo được các bác nhé. Đấy, con này thì hệ Makita, siêu VIP chất lượng luôn các bác nhá, đời cao, còn núm bơm xăng phụ luôn, e gió tự động, máy móc cực kỳ chất lượng các bác nhá. Ừ. Quá VIP luôn. Con này thì cửa hàng bán với giá là 2 triệu đồng. Thông số của nó các bác nhá. Một chiếc máy cưa chỉ nặng 3,2 kg, công suất của này là 30,1 cc các bác nhá. Giá 2 triệu đồng cho một chiếc máy cưa Makita tay cụt. Dạ vâng, tiếp đến là con R17, cũng một chiếc máy cưa tay cụt mang thương hiệu của Nhật Bản các bác nhá. Con này thì tích hợp cho các bác luôn chụp giật trợ lực này, giật rất là nhẹ nhàng, đúng không, song phụ đầy đủ luôn các bác nhá. Hiệu Tananka, Nhật bãi nội địa. Đó. Cân nặng này còn em nghĩ là chắc chỉ khoảng hơn 3 kg thôi các bác ạ. Giá là 2.100.000 các bác nhé. Đó, máy móc quá là chất lượng luôn, tích hợp chụp giật trợ lực giật rất nhẹ nhàng. Dạ vâng. Còn cuối cùng các bác nhé, cuối cùng trong lô máy ngày hôm nay R18 các bác nhá. R18 một chiếc máy cưa Makita công suất cỡ lớn. Đối với hệ máy cưa tay cụt thì công suất như thế này là quá là VIP rồi các bác nhá. Công suất của nó là 34 cc. Hiện tại về trong thương hiệu của dòng cưa tay cụt 35cc là công suất to nhất các bác nhé. Còn con này thì công suất gọi như là gần như là to nhất rồi. Để cho các bác nào mà cần tìm một chiếc máy cưa tay cụt công suất lớn để sử dụng khai thác đồ linh tinh đấy ạ. Nó hiệu Makita của dòng Nhật bãi nội địa. Con này thì em nghĩ nó là cả lam xích thì nó khoảng tầm 4 kg đấy các bác. 4 kg. Đấy, công suất rất là to các bác nhé. Chúng em xin phép test nổ con này cho bác nghe qua tiếng máy luôn. Rất là hầm hố đúng không các bác? Makita siêu VIP các bác nha. Thắng xích đầy đủ này. Đấy. Rồi và kết thúc trong video ngày hôm nay rồi. Đấy, tổng cộng lô của cửa hàng chúng em hôm nay là gồm có 18 cây các bác nha. À 17 cây. 17 cây các bác nha. Các bác nào mà ưng ý con nào rồi muốn đặt hàng cho cửa hàng chúng em thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ cho cửa hàng chúng em để đặt hàng. Không cần cọc các bác nha, không cần cọc. Và những giá vừa rồi của cửa hàng chúng em là đã hoàn toàn miễn phí ship rồi các bác nhé. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm khi đặt máy của cửa hàng chúng em. Còn như trên video như thế nào quay chi tiết cho các bác xem qua. Đó, nên là các bác hãy tour đi tour lại, tour tới tour lui, xem lại nhiều lần để cho các bác đặt chắc chắn nhất. Các bác muốn đặt hàng con này thì các bác liên hệ qua cửa hàng chúng em các bác nhé. Đó, nên là không cần cọc, nên là vui lòng các bác hãy xem kỹ video của cửa hàng chúng em. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác ở video sau.